vài phút nữa nha các bạn, khoảng 4 phút nữa đi cho các bạn vô đông đủ nè. Alo, các bạn nghe không? Dạ nghe thì Ok, khoảng 4 phút nữa nha. Ta bắt đầu ha các bạn. Hôm nay ta sang ok, mới 28 bạn hả? À, chiều nay là một số bạn đi đi thi.
Đấy, bạn thấy cái màn hình xe chưa các bạn? Alo. Dạ thấy rồi thầy. Ok, rồi, thôi ta bắt đầu ha. Thì hôm nay ta sang cái chương số 2 về tín hiệu và phổ. Thì cái chương này thật ra là bạn học trong môn tín hiệu và hệ thống. À, giờ đó tôi ôn lại một tí xíu thôi. Ok. Thì tín hiệu thường ta hiểu là trong miền thời gian. Khi mà bạn biến đổi sang một miền dễ nhìn hơn và dễ xử lý hơn, ta gọi là cái miền tần số. Thì nó có hai cái miền để biểu diễn cái tín hiệu. Thì tổng quát ta có một tín hiệu sin. Có mấy bạn mới vô sao nó bầm bầm rồi. Ok. À, giả sử ta có một tín hiệu hình sin, thì một tín hiệu hình sin nó có ba cái thông số. Thông số thứ nhất là biên độ, thông số thứ hai gọi là tần số gốc. Như vậy tần số gốc quan hệ qua tần số thường á, là 2 bf. 2 bf phi là gốc pha ban đầu. Như vậy nó có ba cái thông số đặc trưng trong tín hiệu sin. Sao bụng bụng hoài. Ba theo sẽ t là thời gian. Thì cái gốc phi này gọi là gốc pha ban đầu hay các bạn, còn tổng hết tất cả toàn bộ cái này thì nó gọi là gốc pha thôi, hay nói khác là gốc pha tức thời. Tức thời vì nó phụ thuộc vào thời gian, tức là tại một thời điểm nào đó nó sẽ có một giá trị khác nhau, gọi là tức thời. Được chưa các bạn? Bây giờ tôi vẽ cái tín hiệu hình sin này thì bạn sẽ được cái dạng sóng như này. Và nhìn cái dạng sóng này bạn thấy sau một khoảng thời gian thì nó lặp lại. Đầu từ đây đến đây là bạn đi xuống nè, bắt đầu đi lên, rồi bây giờ nó trở lại đi xuống giống như cái đoạn từ đây đến đây, tức là nó lặp lại sau một khoảng thời gian. Thì cái khoảng thời gian mà nhỏ nhất để nó lặp lại người ta gọi là chu kỳ. Nếu đó đúng một tín hiệu sin thì chu kỳ là 2 pi chia cho omega không. Đây, 2 pi chia omega không. Thì khi mà t bằng không thì nó sẽ có giá trị là a cos phi. A cos phi. Làm cách nào mà lúc nào cũng cho các bạn vào khỏi công. Bây giờ sang phổ của tín hiệu sin. Thì bạn chỉ nhớ nó có hai loại phổ, người ta phổ gọi là một phía, tức là xét cái tần số dương thôi. Và cái phần sau bạn sẽ được học gọi là phổ hai phía. Phổ hai phía, tức là xét cả âm và dương, tần số cả tần số dương và tần số âm, người ta gọi là hai phía. Như vậy đối với một tín hiệu sin hay cos cũng vậy ha bạn. Các bạn lưu ý sin bạn đổi ra hết sin, cos bạn đổi ra hết cos. Các bạn hiểu không? Thì khi đó một cái hàm sin hay một hàm cos mà bằng vẽ phổ của nó một phía thì nó sẽ tương đương với một vật tại cái tần số tương ứng. Thì nó có hai loại, một loại là phổ biên độ, nó vẽ cái biên độ a cos thì a sin thì nó là tương đương với một vật tại tần số tương ứng ha, có cái giá trị là biên độ. Pha là tại cái tần số tương ứng có giá trị là gốc pha. Thì đây gọi là phổ một phía. Rồi, bây giờ lấy ví dụ cho các bạn. Như đã nói các bạn là ở đây trong trường hợp bạn có cả cos và cả sin. Thì nhiệm vụ của bạn đổi hoặc là sang cos hết hoặc là sang sin hết. Và khi đã đổi sang cos sang sin hết rồi thì mỗi cái hàm sin hàm cos bạn coi như là một vật tại cái tần số tương ứng. Ok ha. Như vậy bây giờ bạn đổi ra ha. Ở đây bài toán cái ví dụ này người ta đổi sang cos thì 7 coi như là 7 cos của 2 pi không. Do đó tần số tại đây f của nó bằng không. Cái này giữ nguyên ha. Nhưng mà đặc điểm là gì? Biên độ là dương, do đó dấu trừ này bạn đem vào trong thì bạn là cộng 180 độ nữa thì nó ra. Và 40 BT bạn đổi là 20, 20 ta. Rồi sin mà đổi sang cos là trừ 90. Được chưa các bạn? Nhớ phải đổi ra hết sin hoặc hết cos, đừng có để một cái sin một cái cos. Bạn có vẻ.
Sau khi bạn đổi xong thì bạn xem như mỗi cái hàm cos hàm sin là một vạch để bằng vẽ phổ của nó. Ví dụ như bạn phổ biên độ thì bạn quan tâm biên độ. Đầu tiên bạn xác định bao nhiêu tần số, một tần số, hai tần số và ba tần số. Như vậy tần số tại 0, tần số tại 20, tần số tại 60. Được chưa bạn? Phổ biên độ, quan tâm biên độ thứ nhất là 7. Đây, giá trị 7. Thứ hai, 10. Thứ ba là 4. Xong chưa các bạn? Được phổ biên độ. Bây giờ phổ pha cũng vậy. Tại những cái tần số tương ứng là 0, 20 và 60. Bây giờ 0, cos của 2π không tên, không có gì, tức là cộng 0. Tức là pha của nó đây bằng 0. 120 tại tần số 20 và trừ 90. Thì đây gọi là phổ biên độ một phía, phổ biên độ, phổ pha một phía. Còn toàn bộ tín hiệu này bạn vẽ trong miền thời gian. Đây, trong miền thời gian thì ra tín hiệu như này. Để vẽ được thì bạn cho vài giá trị, ví dụ t bằng 0, t bằng 1, t bằng 2, t bằng 3 gì đó, bạn thế vào, bạn chấm, rồi sau đó bạn nối các điểm chấm lại. Các điểm khác. Đã, nắm được chứ các bạn? Bạn nắm được chỗ này chưa? Dùng kia ra hả? Rồi, công thức Euler. Thì ơ mũ cộng thì đây cộng ha các bạn, trừ đây trừ thôi. Ơ mũ g theta cos theta cộng g sin. Các bạn lưu ý ngược lại. Công thức ngược cos thì bằng ơ g cộng ơ trừ g chia 2. Hay nói khác là phần thực của này, lấy phần thực ra có sin thì OG trừ A trừ G chia cho 2G, bạn nhớ 2G ha, nó chính là phần ảo, rồi lấy phần ảo của ơ mũ G theta thì ra sin theta. Rồi, chưa gì thắc mắc đúng không các bạn? Thì dùng công thức Euler này, bạn trở lại cái bài toán. Một cái hàm cos. Nếu bạn xác định phổ một phía thì nó chỉ có một biên độ, không phải bằng đọc. Bây giờ bạn xét cái phổ hai phía, two sided spectrum hai phía. Thì bạn dùng công thức Euler thì nó ra như thế này. Được chưa bạn? Thì đây là mỗi cái này bạn xem như mỗi số hạng này bạn xem như là một vạch có biên độ là a chia 2. Góc pha 5 phi. Tương tự cái này phổ biên độ nó là một vạch có pha có biên độ là a chia 2 và pha là trừ phi. Điều đó có nghĩa là muốn vẽ phổ hai phía đây cái giảm độ vector của nó, tức là bạn gồm hai thành phần. Rồi, bạn gồm hai thành phần, một thành phần là a chia 2 cos và a chia 2 trừ cos trừ. Cos trừ, cos trừ bằng vẽ ở dưới. A cos bằng vẽ trên bằng cộng theo quy tắc hình bình hành thì bạn ra được là cos. Được bạn. Rồi bây giờ vẽ phổ. Như đã nói nó có hai tần số, một tần số là dương và một tần số là âm. Omega 0 và trừ omega 0, hay nói khác là F0 và trừ F0. Như vậy để vẽ phổ biên độ bạn chỉ quan tâm đến tần số dương trước đã, tại cái tần số mà người ta cho là F0. F0 đây là phổ pha phổ biên độ. Rồi đối biên độ lấy biên độ chia 2. Thấy chưa? Pha thì giữ nguyên. Đó là cái phần dương. Phần âm đối phổ biên độ lấy đối xứng qua trục tung. Trừ F0 lấy đối xứng qua trục tung. Đối phổ pha lấy đối xứng qua góc tọa độ. Phi thì trừ phi. Thì nó tuân thủ đúng cái quy tắc này. Thì thật này góc pha là trừ phẩy, biên độ là bằng nhau, góc pha đối nghịch nhau.
Vậy vậy thì tại sao tay lại chia ra làm hai loại là phổ biến độ, cái một phía với lại hai phía này? À, tức là về mặt toán học á, về mặt toán học á, thì mình phân tích ra thì nó sẽ là hai phía, đúng không? Có tần số âm, tần số dương. Tức là về về mặt toán học, hồi nãy giờ mình phân tích là cốt thì nó ra này, thì ra hai phía. Tuy nhiên về mặt vật lý á, thì nó chỉ có tần số dương thôi. Tức là dùng dao động ký hoặc cái gì đó thì bạn vẫn thấy là nó chỉ có tần số dương thôi, nó đâu có tần số âm, đúng không? Tần số Đang thực tế mình đó, tần số thực tế mình là tần số dương. Do đó để biểu diễn, tức là mình muốn mô phỏng, mình muốn tính toán thì người ta dùng các mô hình toán, thì khi mà dùng các mô hình toán thì ta dùng phổ hai phía, nó tương đương với số phức. còn nếu mà xét ở tín hiệu thật thì mình dùng phổ một phía thôi. Đúng rồi, tín hiệu thật thì nó chỉ tần số dương thôi, mình biểu diễn một phía được rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Nhưng mà thật ra hai cái đều tương đương với nhau hết ha, chẳng qua là cái biểu diễn toán học thôi, mô tả toán học thôi. Còn tín hiệu thực tế thì nó chỉ có là tần số dương. Ok chứ quen. Bây giờ tao qua ha, tao qua tín hiệu tuần hoàn. Hồi nãy đã nói rồi ha bà, tuần hoàn tức là sau một khoảng thời gian nó lặp lại. Mà có khoảng thời gian ngắn nhất mà nó lặp lại ta gọi là chu kỳ. Do đó một tín hiệu tuần hoàn nếu mà thỏa mãn phương trình là t cộng hoặc trừ, tức là lấy tín hiệu t mà bạn dịch đi một đoạn là t không á, thì hai cái tín hiệu nó sẽ chồng lắp bên nhau. À, thì điều kiện này tôi lấy ví dụ nha, cái dạng sóng này bạn thấy là đây này nhá, sau một khoảng thời gian đi xuống nè, đi lên bắt đầu đi xuống lại, đi lên như vậy khoảng thời gian mà nó lặp lại có thể là từ đây đến đây hoặc có thể là từ đây đến đây. Tuy nhiên khoảng thời gian ngắn nhất mà nó lặp lại thì là từ điểm này đến điểm này, hay nói khác là t không đó, bạn có thể bắt đầu từ đây kết thúc từ đây, được chưa bạn? Như vậy chu kỳ là cái khoảng thời gian ngắn nhất mà nó lặp lại. Đây, đó là tín hiệu tuần hoàn. Thì biểu diễn giãn độ pha, giãn độ pha thì màu hàm cốt ha, màu hàm cốt thì biểu diễn giãn độ pha thực á, chụp thực á, đây là chụp và ảo đây, thì nó sẽ có biên độ biểu diễn bằng một vectơ có biên độ là a, tức là biên độ của nó. Tổng gốc pha hay pha tức thời là omega không tại phi cộng phi, đây pha tức thời. Thì khi t thay đổi thì cái vectơ này xoay, nó gọi là phasor hay rotating phasor, tức là cái pha này nó sẽ thay đổi, nó xoay quanh cái góc tọa độ, rotate around the origin. Đó là biểu diễn giãn độ pha ha các bạn. Rồi bây giờ sang công suất và công suất trung bình của một cái tín hiệu tuần hoàn, nhớ là tín hiệu tuần hoàn các bạn, tức là lặp lại sau một cái khoảng thời gian. Bây giờ giá trị trung bình trước đã, tức là trung bình, ký hiệu trung bình là đây nha các bạn, đây là ký hiệu trung bình, được chưa? Về mặt định nghĩa của trung bình là giới hạn đối với tín hiệu bất kỳ nha, đối với tín hiệu tuần hoàn thì gió lặp lại từng chu kỳ, do đó bạn không cần lấy giới hạn. Rồi, giới hạn này là cái gì? Bạn nhìn đây, tức là tích phân của tín hiệu, tích phân tức là cộng, ok ha? Như vậy bạn cộng các tín hiệu trong khoảng từ trừ tên hai tên gì hả, với t là giá trị bất kỳ, được chưa? Sau đó bạn cộng hết tất cả các giá trị mà bạn chia cho t, tức là bạn tính trung bình của giá trị họ. Được chưa? Vì giá trị tín hiệu là tín hiệu bất kỳ, do đó trung bình tức là bạn tính cho cả cái khoảng thời gian tồn tại, tức là t tiến đến vô cùng. Tức là bạn lấy giới hạn t đến vô cùng. Còn riêng tín hiệu tuần hoàn thì mình chỉ xét một chu kỳ của nó thôi, tức là lấy tổng trong một chu kỳ, hay nói khác lấy tích phân trong một chu kỳ. Thì ta ký hiệu là T0, điều đó có nghĩa là cái điểm bắt đầu và kết thúc là tùy bạn, xin lỗi, điểm bắt đầu là tùy bạn chọn. Để sao cho dễ tính toán. Ví dụ như trong trường hợp này, bạn có thể chọn điểm bắt đầu. Chọn điểm bắt đầu là đây. Và điểm kết thúc ở đây, miễn sao đủ chu kỳ, hoặc là điểm bắt đầu là từ đây. Và kết thúc là đây. Đó, tùy bạn chọn điểm bắt đầu kết thúc để dễ tính toán. Được chưa các bạn? Rồi, đó là cái giá trị trung bình. Nói chung giá trị trung bình là tích phân của cái hàm đó. Còn bây giờ công suất trung bình là giá trị trung bình bình phương. Đây, ký hiệu dấu ngoặc này là giá trị trung bình, đúng không?
lấy tín hiệu bình phương, rồi sau đó lấy trung bình, nó gọi là trung bình bình phương, thì nó sẽ bằng là bằng thế là thôi, trung bình là tích phân, à, trung bình của chuyển đổi bình thì tích phân của chuyển đổi bình. Đây là đối với tín hiệu tuần hoàn thì lấy trong một chu kỳ của nó. Thì đối với tín hiệu tuần hoàn thì luôn luôn cái công suất mà tính ra là một con số hữu hạn. Hữu hạn tức là không bằng không nhé bạn, không phải là vô cùng, nó hữu hạn. Được chưa các bạn? Rồi. À, bây giờ các bạn lấy cái tờ giấy ra ha, ghi tên của mình, mã số sinh viên. Để chứng minh là tôi cho cái tín hiệu này. Chắc chắn tín hiệu tuần hoàn rồi, mình học lâu lắm rồi. Bạn chứng minh rằng giá trị trung bình bằng không. À, áp dụng định nghĩa thế ha. Chứng minh là công suất bằng an phương chia 2. Rồi các bạn làm xong, các bạn gửi qua cái Google Meet này vẫn có đúng không các bạn? Google Meet gửi được không? Gửi qua chat này được đúng không? Bằng chụp hình bằng gửi qua chat này. Rõ không các bạn? À, thầy ơi, bên Google Meet không có gửi hình ảnh được thầy, chỉ gửi kiểu nhắn okay. tin hoặc là gửi link thôi ạ. Rồi, thôi tôi tạo trên e-learning ha. Các bạn cứ làm đi. Rồi sau đó tôi mở cái đường link trên e-learning các bạn nào. À, các bạn làm 15 phút thôi nha các bạn. Rồi các bạn làm đi. Cái đề các bạn biết rồi đúng không? Thầy nói lại một lần nữa, thầy em nghe chưa rõ. Rồi. Thấy thấy cái slide bài giảng chưa? Alo? Dạ không thấy slide thầy. Ủa sao kìa? Đang trình chiếu mà. Không có slide thầy ơi. Rồi thấy chưa? Thấy slide bài giảng chưa? Dạ rồi thôi. Ok, cái slide này tôi up lên rồi ha. Các bạn xem. Rồi nó cho cái hàm này được chưa các bạn? Chứng minh rằng trung bình bằng không. Công suất trung bình bằng an phương chia 2. Được chưa các bạn? Rồi các bạn làm đi, rồi tôi tạo cái link cho các bạn nộp bài trên e-learning nha. Bạn có 15 phút thôi nha, 13:40 các bạn nộp, bạn nộp trước 13:40 nha các bạn. Nộp sau hệ thống tự động nó đóng nha. Bạn nào đánh máy cũng được ha,
chứ không nhất thiết phải phải viết tay. Còn mà nào viết tay xong rồi chụp hình gửi là được.
Dạ thì ở trong bài làm em ghi quên ghi tên mã số sinh viên xong mà em đặt cái tên file là tên mã số sinh viên được không thầy? Em sợ Rồi, đó. ok, cũng được, cũng được. Ủa thầy ơi, mình nộp đâu vậy thầy? Trong bài Lenin đó bạn, có cái đường dẫn á. À dạ, em cảm ơn. Còn 1 phút nữa nha các bạn. Đây, thôi các bạn nạp đi để hệ thống nó đóng nha. Thầy ơi đợi xíu em đang nối file được không thầy? Làm có chút xíu mà nói phải vậy, bà Em này chụp dí kiếp bằng điện thoại thầy, em nói lên nó hơi lâu. nói gì đâu, điện thoại có gì đâu mà nói. Cái này anh biết Trang không? Mình nộp file hình được luôn đúng không thầy? Ừ thì nó phải hình, nói gì nói, có gì đâu Rồi mà này nói. em tưởng phải là file PDF, để xíu. À, em nộp file hình mà thấy hình nó mờ quá thầy ơi. Thôi chịu thôi, như là chịu thôi mà. Cứ nạp đi. Các bạn mà trì hoãn nữa nó đóng hệ thống rồi các bạn phải nạp luôn đấy. Đây, thôi nha, học bài tiếp nha, hệ thống tự động đóng đó. Đây, bằng 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 cái slide chưa các bạn? Rồi, ta sang cái phần tiếp theo. Chuỗi Fourier. Thì các bạn nhớ chuỗi Fourier là áp dụng cho tín hiệu tuần hoàn. Chút xíu mình học một cái Fourier nữa, người ta gọi là biến đổi Fourier, áp dụng cho tín hiệu không tuần hoàn. Các bạn thì chuỗi Fourier viết ở dạng là hàm mẫu phức, hàm mẫu tức là exponential Fourier series, thì nó biểu diễn như vậy. Tức là bạn có một cái tín hiệu bất kỳ, nó khá phức tạp, nói ví dụ cái tín hiệu này chẳng hạn, nó khá phức tạp. Bây giờ bạn muốn biểu diễn thành các tín hiệu hình sin cho nó đơn giản, thì hình sin mà hình sin phức nó là ơ mũ, hình sin là thực là sin của omega không t cộng phi. Và Ba chưa trả thầy ơi. cái gì phải Vẫn thấy cái slide cũ, cái slide công suất là thầy.
kỳ vậy ta? Các bạn khác thấy không các bạn? Alo? Nó bị đứng ở cái trang trước đó thầy. Ok ok rồi. Để tôi share lại. Chứ, ông nào giờ mới vô nha. Đây, thấy slide mới chưa? Rồi, trở lại nhé. À, chuỗi Fourier nó là các bạn, nếu bạn có tính hiệu tuần hoàn thì bạn có thể biểu diễn nó dưới dạng chuỗi Fourier như sau. Thì chuỗi Fourier này là ta gọi là chuỗi Fourier lý thừa phức exponential. Đây là cái hàm exponential, e là exponential. Thì lý do tại sao mà ta cần chuỗi Fourier này, ví dụ bạn có một tín hiệu tuần hoàn nhưng mà nó phức tạp như thế này thì làm sao mà bạn tính toán phân tích trung bình chẳng hạn. Tức là bạn dùng cái tích phân giống như nãy bạn tính, nó rất phức tạp. Thì người ta nghĩ đến chuyện là decombo, tức là phân tích cái hàm phức tạp này thành những hàm đơn giản. Thì cái hàm đơn giản nhất là cái hàm sin. À, thì lý do là mỗi hàm sin hoặc hàm cos là một cái phạm phổ thôi. Và nó là cái hàm tuần hoàn. Do đó tính công suất của một cái hàm sin thì bằng cái lấy cái biên độ phân chia hai. Do đó tổng của nhiều hàm sin thì công suất nó là tổng của từng hàm sin một. Đó nè. Như vậy trong cái chuỗi Fourier cái tín hiệu PT nó sẽ biểu diễn thành tổng của có trọng số của các hàm phức. Với CN nó tính như sau, CN nó lấy về ha nhân với ơ mũ này và lấy tích phân trong một chu kỳ. Và cái chu kỳ đó nó tính bằng gì? Nó là nghịch đảo của F0, tức là 1 chia T0 bằng F0 hay F0. N là con số nguyên nha các bạn. Rồi, như vậy in F0 ta gọi là tần số cơ bản. Tần số cơ bản F0. Ok, tần số cơ bản hay hai bậc nhất. Bây giờ nếu N bằng 0 thì cái tần số tại đây nó là 0, tức là thành phần một chiều. N bằng 2 ta gọi là hai bậc 2. Nói tóm lại N ta gọi là hai bậc N. À, nó có giá trị bằng bội số của F0. Dạ. Thì CN là số phức, do đó nó có cả biên độ và pha. Tức là chuyển đổi nó gọi là biên độ, phổ biên độ và pha của nó gọi là phổ pha. Như vậy nhìn vào cái biến đổi Fourier này bạn có thể vẽ được phổ F. F này phổ là bạn vẽ phổ hai phía. Còn vẽ phổ một phía thì bạn cứ lấy ví dụ N dương, N 3 chẳng hạn, 3F0 bằng cộng với một thằng là N âm bằng trừ 3. Thì ơ mũ G cộng ơ mũ trừ G thì bạn dùng công thức lượng dép thì bạn ra hàm cos. Đó là bạn vẽ. Xin lỗi, bạn có là hàm thực. Rồi bây giờ để vẽ phổ này thì N từ trừ vô cùng cộng vô cùng thì bạn vẽ có thể vẽ phổ biên độ trước. Phổ biên độ từ 0, 1, 2, 3, 4. Cứ một cái ơ mũ là một vật. À, ở tần số nhiều, tần số là N là F0. Như vậy N bằng 0 thì cái tần số này là 0. N bằng 1 chính là F0. N bằng 2 chính là 2F0. Thầy ơi, như nó bị đơ trang nữa rồi thầy ơi. Thầy có vẽ lên slide không thầy? Em không thấy. Có, vẽ chứ. Thầy trình chiếu toàn màn hình đó thầy, nó mới chạy theo chữ đó thầy. Thầy trình chiếu. Ok, ok, ra. À, thấy lại chưa các bạn? Dạ, alo. Dạ rồi. Ok. Rồi như vậy khi mà bạn phân tích thành chuỗi Fourier nó sẽ có
n lần tần số, nếu mà n là bằng 0 gọi là thành phần một chiều, n là bằng 1 thì tần số nó là f0 gọi là hài cơ bản hay hài bậc nhất. Được chưa? N bằng n thì nó là hài bậc n. Rồi con số này là con số phức à, thì nó có biên độ và nó có góc phải. Góc phải như vậy mỗi cái hàm này thì bạn nhớ nó là một vạch phổ, do đó tổng số vạch phổ nó sẽ là vô cùng. Bắt đầu bằng n bằng 0 thì bạn sẽ có là 0, n bằng 1 thì bạn có f0, n bằng 2 2f0, vân vân và vân vân. Được chưa bạn? Rồi vậy để vẽ phổ biên độ thì bạn vẽ mỗi cái vạch tương ứng với trị đổi c n. Ví dụ như vạch số 0 là trị đổi của c0, còn này trị đổi của c1, trị đổi c2, vân vân và vân vân, thì bạn được vẽ phổ biên độ. Tương tự cũng tương ứng các tần số này thì bạn vẽ các vạch tương ứng với góc pha của c n thì bạn ra được phổ pha f0 và f phổ pha 2f0, bạn vẽ phổ pha giả sử âm chẳng hạn. Rồi sau khi bạn vẽ phổ dương, bạn có thể lấy phổ âm bằng cách là đối phổ biên độ lấy đối xứng qua trục tung, đối góc pha bạn lấy đối xứng qua góc tọa độ, giả sử đây góc tọa độ bạn lấy đối xứng qua góc tọa độ thì bạn sẽ được phổ của các tần số. Nắm được chưa các bạn? Như vậy từ cái tín hiệu tuần hoàn có thể phức tạp, bạn có thể biểu diễn thành những cái tín hiệu khá đơn giản là các tín hiệu xin. Okay, các bạn rồi tính chất như đã nói ha, f0 là tần số cơ bản, như vậy bội số của f0 gọi là hài, bạn biết rồi. Đây người ta cho một tín hiệu sin là bạn sin c, sin c định nghĩa sin c là đây, nhiều sách nó định nghĩa khác như bạn, ví dụ sin c lambda có sách nó định nghĩa là sin của lambda chia lambda, còn sách này định nghĩa là sin b lambda chia b lambda. Bạn cứ áp dụng theo đúng cái sách này mình học cuốn này. Thì cái hàm sin c nó có dạng này. Rồi thì bạn có thể tìm phổ của nó, hoặc là một cái hàm nữa cái chuỗi xung hình chữ nhật, thì cái này là tuần hoàn nha các bạn, cái chu kỳ là từ đây đến đây từ khóc, bạn có thể tìm cái hệ số cn, cn của nó. Rồi sau khi có hệ số cn xong thì nó ra hàm sin c, sin c với sin c thì bạn sẽ vẽ bạn vẽ cái hàm sin c trước đã, do n rời ra, do đó các hệ số n bạn sẽ tính tại các n rời ra. Ok, thì nó tính các n rời ra. Okay. Thì phổ nó có hai cái, phổ biên độ và phổ pha. Phổ biên độ là nó chỉ là dương thôi, trị đối. Phổ pha là bằng lấy argument, tức là góc pha của nó. Phần này khỏi. Ok, nó có nguồn định lý Parseval như thế này. Có hai cách bạn tính công suất trung bình của một tín hiệu tuần hoàn. Đây là cách thứ nhất, bạn vừa làm bài tập xong. Được không bạn? Cách thứ hai, nếu bạn đã biểu diễn cái tín hiệu tuần hoàn thành chuỗi Fourier. Thành chuỗi Fourier ha. Thì khi đó bạn coi nó là tổng của các tín hiệu sin. Thì công suất của tín hiệu VT, tín hiệu tuần hoàn á, nó sẽ bằng tổng công suất của từng tín hiệu sin, tức là bạn lấy sigma của các hệ số trị đổi bình phương lại. Như vậy nó tương đương với công suất trung bình bằng tổng công suất của các thành phần phổ. Đừng các bạn, ở đây có một vạch nè, đây là phổ biên độ bằng lấy trị đổi bình phương, nó là công suất. Đúng không? Tổng hết tất cả các công suất của các vạch phổ thì nó ra công suất trung bình. Thì cái định lý này là định lý Parseval, tính công suất trong cái miệng tần số.
Ok các bạn. Dạ. Bây giờ ta sang tín hiệu không tuần hoàn. Thì đối với tín hiệu không tuần hoàn thì các bạn không còn cái chuỗi Fourier nữa, mà bạn có cái phép gọi là phép biến đổi Fourier để nó chuyển cái tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số, tức là từ T sang cái miền F. Thì thường cái miền F bạn thao tác, bạn tính toán nó dễ hơn cái miền T. Do đó bạn cần chuyển sang cái miền F, và cái miền F người ta gọi là phổ tín hiệu. À, miền T người ta gọi là dạng sóng miền thời gian, waveform. Yeah. Thì đặc điểm là đối với tín hiệu không tuần hoàn thì năng lượng nó là hữu hạn. Thì năng lượng là gì, tôi định nghĩa trước đã. Bạn lưu ý năng lượng hay công suất đều là chuyển đổi bình phương hết. Bạn lấy tín hiệu này, bạn lấy chuyển đổi bình phương. À, nếu mà tín hiệu này là tín hiệu không tuần hoàn thì bạn lấy tích phân nó hết. À, từ trừ cộng cộng cộng, tức là bạn lấy tất cả các cái năng lượng bên dưới cái chuyển đổi bình phương. Chuyển đổi bình phương là năng lượng, bạn lấy cộng hết, tức là bạn lấy diện tích bên dưới này thì nó tương đương với tích phân. Thì nếu bạn tính cái tích phân này nó là con số hữu hạn, tức là nó khác không và nó không phải là vô cùng, à, thì cái tín hiệu đó gọi là tín hiệu không tuần hoàn hay tín hiệu năng lượng. Thì thường một cái cách dễ nhất bạn xem xét đó là cái tín hiệu mà tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn hay khoảng thời gian hữu hạn. Được chưa các bạn? Rồi bây giờ để tìm cái phổ của tín hiệu, người ta ký hiệu là VF, tức là miền phổ người ta ký hiệu chữ lớn ha các bạn. Rồi VF nó ký hiệu F là biến đổi Fourier, thì biến đổi Fourier bạn tìm theo định nghĩa như các bạn, thì nó là tích phân của cái tín hiệu nhân ơ mũ, và bạn tính cái tích phân này thì nó gọi là phổ của tín hiệu. Tuy nhiên thực tế cái việc mà tính theo định nghĩa này rất phức tạp, tại vì bạn phải lấy cái tích phân này. Đúng không? Thì bạn có thể dùng các tính chất và cái bảng các cặp biến đổi Fourier để bạn tính cái phổ nó nhanh hơn. Thì các cái bảng và các cặp biến đổi Fourier tôi sẽ nói từ từ. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm cái kết quả cuối cùng khi bạn tính tích phân này đó, hay nói cái phổ của tín hiệu đó, nó là số phức. Do đó nếu bạn lấy chuyển đổi thì bạn ra được phổ biên độ, và bạn lấy gốc pha bạn ra được phổ pha của cái tín hiệu. Thầy nói lại ý vừa rồi thầy. Tức là VF là một con số phức, mà con số phức thì bạn biểu diễn thành biên độ bằng cái lấy chỉ đổi của nó và góc pha. Thì biên độ ta gọi là phổ biên độ, và góc pha ta gọi là phổ pha. Thầy xong chưa bạn? Được chưa bạn? Rồi, bây giờ trả lại cái ý là khi mà tìm biến đổi Fourier hay tìm phổ á, thì ta không, thường người ta không dùng cái định nghĩa, tức là không dùng cái tích phân này, người ta dùng các tính chất và cặp biến đổi Fourier. Ví dụ như bạn thấy là đây là cho một cái xung gọi là xung vuông, ký hiệu bằng bi, cái xung vuông hay các bạn. À, như vậy xung vuông này nó sẽ, nếu bạn vẽ ra xung vuông này có độ cao là a, tôi vẽ không được đẹp lắm ha, độ rộng là tau, cái mẫu số nữa các bạn, à, bên ngoài nó bằng không. Như vậy độ rộng này tau thì mỗi bên nó đối xứng qua zero thì mỗi bên nó sẽ là tau chia 2, là trừ tau chia 2. Được chưa các bạn?
thì bạn dùng định nghĩa đó nè, lấy tích phân từ trừ vô cùng cộng vô cùng, nhưng mà thực chất là bạn chỉ cần lấy tích phân từ trừ tau chia 2 đến tau chia 2 đó, thì bạn sẽ ra được hàm sin c. Như vậy tính tích phân này cũng lâu, mặc dù bài này dễ thì tính tích phân nó ra nhanh. Như vậy phổ của nó thì bạn lấy chuyển đổi thì nó ra được phổ biên độ, bạn lấy gốc pha thì nó ra phổ pha. Cái này là hàm sin c ha, sin c nãy mình có rồi, sin c thì nó vẽ cụ thể thì nó ra âm này, bạn lấy tuyệt đối thì nó lật ngược lên, âm tức là trừ 180 độ đó. Dương thì nó bằng không, bạn được phổ pha phổ biên độ. Rồi, có gì thắc mắc không các bạn? Rồi, không có thắc mắc tôi đi tiếp nha. Rồi, bây giờ có một định lý gọi định lý relay, tức là tính năng lượng trong miền tần số thôi. Cách thứ nhất để bạn tính năng lượng là bạn tính năng lượng trong miền thời gian, tức là lấy chuyển đổi bình phương. Cách thứ hai là bạn có thể tính nếu đã có phổ rồi hay là biến đổi Fourier rồi thì bạn lấy chuyển đổi bình phương, bạn lấy tích phân thì nó cũng ra năng lượng. Thì cái định lý này gọi định lý Rayleigh. Thì đây nó có thể lấy ví dụ cho các bạn trong trường hợp ví dụ như cái hàm mà trước đó là cái hàm sin c chẳng hạn, vf là hàm sin c, thì nếu bạn bạn cố tình bạn tính trong miền tần số thì nó phức tạp. Tuy nhiên nếu bạn tính trong miền thời gian thì nó đơn giản. Đâu nè, như vậy tùy thuộc vào cái phổ và cái dạng tín hiệu miền thời gian mà bạn chọn cái công thức nào cho phù hợp. Ví dụ sung vuông thì bạn chọn công thức miền thời gian, nhưng mà có những cái hàm sin c thì bạn nên chọn miền tần số. Rồi, tôi lấy ví dụ cho các bạn nhé. Trước khi ví dụ tôi nói các cặp biến đổi Fourier đã. Thì đây là biến đổi Fourier của một số hàm. Và khi bạn gặp những cái hàm cơ bản này, bạn không cần thiết phải chứng minh lại, tức là bạn không cần thiết phải áp dụng vô công thức tính tích phân để bạn ra phổ của nó. Bạn sử dụng ngay. Và cái bảng này đi thi sẽ gửi cho các bạn. Ví dụ thứ nhất là sung vuông thì biến đổi Fourier của nó là tau sin c. Như vậy sung vuông hồi nãy tôi đã trình bày cho bạn thế nào là sung vuông rồi đúng không? Đây, đây là một sung vuông. Biên độ của nó là 1 chia epsilon. Độ rộng của nó là cái mẫu số tức là epsilon. Đó là một cái kết quả. Cái thứ hai là sung tam giác. Sung tam giác. Đây có sung tam giác không? Như vậy sung tam giác trong sách này nó biểu diễn như này. Có độ rộng là tau trước cái chữ lambda này không có gì hết, tức là biên độ bằng 1. Thì đây là thời gian. Chụp tay. Thời gian. Rồi độ rộng nó là tau, tức là mỗi bên là một tau. Nó sẽ khác với sung vuông, các bạn lưu ý ha. Sung vuông cái mẫu số tau đây nè, nó tính cho cả hai phía. Thì cái đây là tau chia 2. Đây trừ tau chia 2. Còn đối với sung tam giác thì tau cái mẫu số đó, nó chỉ tính cho một phía thôi. Độ rộng nó là 1. Xin lỗi, độ cao nó bằng 1. Nhớ cái này ha. Thì đối với sung tam giác thì biến đổi Fourier nó là sin c bằng. Rồi những hàm khác như hàm này rất ít sử dụng, ví dụ hàm gâu biến đổi Fourier. Cái này cũng rất sử dụng rất nhiều ha. Ông nào vậy? Ông nào mới vô đây? Ồ. Biến hả? Mới thấy ông vô mà. Mời kệ ông đi ha. Rồi. Cái hàm này cũng rất phổ biến.
UT, UT là hàm bước mà. Đây. Đây là hàm UT. Tức là tại thời điểm bằng 0 nó mới có bắt đầu có giá trị. Nhỏ hơn 0 nó bằng 0. Đây gọi là hàm bước. Rồi, đối với hàm bước hơ mũ trừ BT tức là hàm mũ. À, ở đây nó không có vẽ hàm mũ, tôi vẽ hàm mũ cho các bạn. Thì bạn cho vài giá trị bạn thấy. Nếu mà B dương nhá, B dương thì cái hàm mũ này hàm mũ giảm, T bằng 0 thì nó bằng 0. À, T âm thì nó lớn. Đây. T tiếng vô cùng thì ơ mũ trừ vô cùng bằng 0. Thì cái hàm này gọi là hàm mũ giảm. Được các bạn. Nhân với UT tức là thành phần nào âm bỏ đi. Thì toàn bộ cái tín hiệu ơ mũ trừ BT nhân UT nó sẽ ra như thế này. Nó loại bỏ phần âm đi. Chỉ còn phần dương thôi. Được chưa các bạn? Thì biến đổi Fourier của nó ra này. Rồi, hàm mũ mà đối xứng, tức là này cả âm và dương luôn. Bạn có thể tự vẽ biến đổi Fourier. Hàm sin si, biến đổi Fourier xung vuông. Như vậy, bạn muốn tính công suất của hàm này, như đã nói, công suất bạn lấy chuyển đổi bình phương, sau đó bạn lấy tích phân. Thì cái việc này lấy tích phân này không tưởng. Đó. Nhưng mà nếu bạn lấy tích phân trong miền tần số, tức là tích phân của chuyển đổi này, xung vuông bạn bình phương lên nó cũng là xung vuông. Do đó kết quả này bạn chỉ tích phân trong một cái đoạn hữu hạn. Rất dễ. Đó, định lý relay. À, sin si square tức là bình phương này bạn thì nó ra xung tam giác. À, một là hằng số thì nó ra hàm Dirac. Thì hàm Dirac là một cái xung thôi bạn. Đây. Hàm Dirac ở vị trí TD thì là một cái xung duy nhất tại vị trí đó. Nếu có thừa số đứng trước nó chính là cái biên độ. Các bạn. Rồi những cái hàm khác ha. À, hàm ơ mũ tức là hàm nhóm hàm sin này. Nó là một vạch rồi. Dirac tại FC. Hàm cos thì nó là hai vạch. À, một vạch tại FC, một vạch tại trừ FC. Rồi cái hàm là delta T trừ TD tức là hàm xung á thì nó chỉ là dịch pha. À, tương tự cái hàm U. Thì những cái hàm mà phổ biến sử dụng là đa phần là cái hàm này. Nhưng mà nói chung là cái bảng này các bạn không cần học lòng, các bạn biết có những cái hàm đặc biệt như thế này, biết chuỗi Fourier tương ứng, những cái bảng này khi đi thi các bạn sẽ được đền thưởng hoặc là tôi sẽ cung cấp cho mấy đề thi, các bạn khỏi lo cái việc này. Rồi, cái gì thắc mắc không các bạn? Ngoài ra để sử dụng được cái bảng này hiệu quả thì bạn cần phải biết cách phân tích một cái tín hiệu phức tạp thành các cái tín hiệu đã có trong cái bảng này. Để tìm biến đổi Fourier bạn phải phân tích thành các cái tín hiệu này. Dù người ta cho bạn cái tín hiệu cực kỳ phức tạp. Lấy ví dụ. Người ta cho bạn một tín hiệu như thế này. Giống như cái nhà ha các bạn. Điều trừ 5. 5. À, độ cao đây. Chẳng hạn là 4, chẳng hạn độ cao đây là 7. Ok. Được chưa các bạn? Thì nếu bạn nhìn vô cái hàm này thì rõ ràng nó không nằm trong cái bảng, không có bất cứ một cái hàm nào trong bảng này hết. Mà nếu mà không nằm trong cái bảng này thì bạn tính Fourier bằng cách chỉ là dùng định nghĩa thôi, chứ không còn cách nào khác. À, tuy nhiên nếu bạn nào lanh trí thì đối với cái hình này bạn có thể tách thành hai phần. Một hình xung vuông cộng với một cái chóp là xung tam giác. Đúng không? Tách thành hai hàm. Như vậy đối với xung vuông thì rất đơn giản. Xung vuông này độ rộng nó là
là 10, cái đó cái mẫu số của nó là 10. Biên độ nó là 4. À, xung tâm giác thì cái độ rộng một bên của nó là 5. À. Rồi độ cao nó bao nhiêu, đỉnh nó bao nhiêu, đỉnh nó từ đây đến đây thì cộng hai thằng lại mà à, đỉnh nó là 3. Yeah, sau khi bạn có cái xung vuông, có xung tam giác và áp dụng cặp biến đổi Fourier của xung vuông, xung tam giác, bạn tìm ra được biến đổi Fourier của toàn bộ cái hàm. Thì để tìm biến đổi Fourier của cả cái hàm này thì bạn phải tận dụng một tính chất, nó gọi là tính chất xếp chồng. Đây, một cái hàm phức tạp bạn tách ra thành những cái hàm có trong cái bảng biến đổi. Ví dụ trong trường hợp này hệ số A1 là bằng 4. Thấy chưa? A2 nó bằng 3. V1 nó chính là xung vuông. V2 nó chính là xung tam giác. Được chứ các bạn? Rồi, tính chất thứ hai bạn cần nhớ, tức là tín hiệu VT nhé. Bạn có tín hiệu VT, phổ của nó tôi gọi là VF. Được chứ các bạn? Rồi bây giờ giả sử chúng ta tìm một cái tín hiệu mà dịch chuyển của tín hiệu VT, một đoạn là TD. Nếu TD là dương thì dịch bên phải là các bạn biết rồi phải không? TD âm là dịch bên trái. Thì khi đó phổ của nó lấy phổ của VT nhân với ơ mũ trừ G omega t. À, tính chất này tính chất scale, tỷ lệ, tức là alpha t. Alpha t thì nếu alpha là dương, xin lỗi, alpha mà lớn hơn 1, dương mà lớn hơn 1 á, thì lúc đó nó sẽ là gì? Giảm cái tín hiệu ra. À, nếu mà alpha mình nhỏ hơn 1 thì nó co tín hiệu lại. Thì phổ của nó lấy phổ của VT. Giả sử VT là nằm trong bảng thì bạn sẽ tìm ra được phổ. Chỗ nào có F thì thấy F trên phải. Rồi tương tự ha, cái tính chất này cũng hay sử dụng đâu bạn. Tính chất này là đối ngẫu với tính chất luôn này. Tức là VT nhân ơ mũ. À, tức là xoay pha trong miền thời gian mà. Nhân ơ mũ là xoay pha. Thì phổ của nó bằng cách để dịch đi một đoạn là F, FC. Với omega C bằng 2 biến. Tính chất này bạn cũng hay thường dùng, tức là VT nhân cos thì bạn tìm phổ của VT trước đã. À, thì đặt là VF, sau đó bạn dịch sang trái sang phải một đoạn đúng bằng tần số của thì tính chất này gọi là tính chất điều chế, tức là dịch chuyển sang phải F chữ FC, dịch chuyển bên trái ha, góc pha của nó dương thì để góc pha là ơ mũ chi phi à, sau đó bạn chia cho hai. Rồi đạo hàm bậc N thì nhân với G2BF à, tích phân. Tổng tử cuối cùng là chập. Tổng tử này gọi là chập, đừng có nói nhân nhé, chập. Chập trong miền thời gian thì nó bằng tích của hai cái phổ. Tích trong miền thời gian thì bằng chập của hai cái phổ. Các bạn nhớ ha. Rồi. Bây giờ cái tính chất chập này tôi sẽ nói kỹ hơn tí. Thì việc tính tích chập này nó rất tốn thời gian. Đây định nghĩa chập của hai đại lượng V và W. Thì nó bằng tích phân, nhớ là cái biến tích phân bây giờ là đắp lambda nha các bạn. À, lambda. Thì bạn lấy giữ cái hàm thứ nhất giữ nguyên, tức là V trong đó thế T bằng lambda thôi. Rồi hàm thứ hai là T trừ lambda, nhớ cái biến tích phân là biến này. Thì cái hàm V lambda thì rất dễ vẽ rồi, nó cũng giống VT thôi, chỗ nào T thay thế bằng lambda. Được chưa? Còn cái hàm thứ hai là cái hàm T trừ lambda, thì nhớ cái biến tích phân là lambda, do đó bạn biết nó lại thành trừ của lambda trừ T. Yeah, để vẽ được tín hiệu này các bạn lưu ý ra. Đầu tiên bạn vẽ cái tín hiệu là trừ lambda trước đã. Tức là bạn lấy cái tín hiệu W T
Đâu nè. W ta bằng thay thế T bằng lambda thì bạn ra được W lambda. Khi đó bạn suy ra được cái tín hiệu là W trừ lambda bằng cách bạn lấy đối xứng qua trục tung. Lấy ví dụ W lambda là vậy. Đây W lambda. Thì cái tín hiệu W trừ lambda nó sẽ lấy đối xứng qua trục tung. Để không được đẹp lắm ha. Được chưa bạn? Như vậy đây là tín hiệu của W trừ lambda. Đó là bước 1, bước thứ 2, sau đó có T, tức là bạn dịch chuyển đi một đoạn là T, ví dụ đây là bằng bằng 3. Thì cái tín hiệu này nó sẽ bằng là dịch chuyển đi T đơn vị, nhớ cái trục này trục lambda nhé các bạn. Dịch chuyển đi T đơn vị thì có thể là T dương thì dịch chuyển sang phải, mà T âm thì dịch chuyển sang trái. Dịch chuyển bao nhiêu đơn vị thì lấy con số này bạn cộng đi bấy nhiêu đơn vị. Tức là dịch chuyển 3 thì nó là 3 cộng với cái ta. Đó là cho rất nhiều. Được chưa các bạn? Rồi, lấy ví dụ cho các bạn nhé. Cho tín hiệu VT đây. W đây. À, muốn tính tích chọc trong miền thời gian thì sang chương số 3 ta qua hệ thống thì bạn sẽ phải tính tích chọc này. Thì bước 1 bạn làm gì? Về tích chọc bạn nhớ là nó là tích phân của V lambda omega T trừ lambda. Đây là công thức của nó. Các bạn nhớ một lần nữa ha, cái biến là lambda. Thì bạn vẽ cái hàm V lambda giống hệt VT thôi. Hai cái này nè, cái T bằng lambda thôi, không có gì khác hết các bạn. Giống hệt cái hàm mũ. Được chưa bạn? Bạn ra được cái hàm này. Dạ. Thì con muốn vẽ cái hàm này thì bạn cần hai bước. Bước 1 lấy đối xứng qua trục tung. Thì lúc này là T trừ T đúng không? Cái đỉnh là vẫn bằng 1, lấy đối xứng qua trục tung. Bước 1, bước thứ hai làm gì bạn? Dịch chuyển đi một đoạn là T. Mà dịch chuyển đi đoạn là T tức là tất cả những gì ở trục hoành này là bạn cộng với T. Cái này T, T trừ T. Đây. Thấy không? Được chưa? Đây cái cận này. Bây giờ muốn tính tích phân này thì bạn lưu ý tùy thuộc vào cái T. Ví dụ T âm. T âm thì cái hàm omega T trừ lambda nó nằm như thế này, đúng như thế này luôn. Thì bây giờ bạn nhân hai cái hàm lại với nhau thì kết quả bạn ra bao nhiêu bạn? Bao nhiêu? Bao nhiêu các bạn? Không, không. Đúng rồi. Không, cái tích phân nó cũng bằng không. Chính xác. Đó là một trường hợp mình xét là T âm. T âm thì kết quả bằng 0. Rồi trường hợp mà T từ 0, T dương. T dương. Tức là T nằm đâu đây đúng không các bạn? T dương mà đây là 0 nè, T dương nằm đâu đây. Thì như vậy khi mà nhân hai hàm này lại rõ ràng bạn chỉ nhân được cái khoảng này thôi đúng không các bạn? Còn trên cái khoảng này và nhỏ 0 đều bằng 0 hết. Do đó cái tích phân này bạn thay thế thành cái tích phân từ bao nhiêu? Từ 0 đến T. 0 đến T. Đúng rồi. Ok ha. Hàm thứ nhất. Hàm thứ hai. Đúng rồi. Như vậy đó là trường hợp thứ hai. Xin lỗi. Trường hợp thứ hai là T lớn hơn 0. Nhưng mà T trừ. T lớn này nhỏ hơn 0. Tức là có một phần của xung này nó đi qua dương thôi. Trường hợp thứ ba đây, tức là nằm hẳn hết phần dương, tức là trường hợp thứ ba bạn cần xét là T trừ T lớn lớn hơn 0. Thì lúc đó tích của hai hàm nó chỉ là trong cái đoạn từ đây đến đây, tích phân từ đây đến đây.
Được chưa các bạn? Thì việc tính tích phân này bạn thấy là bạn phải chia rất nhiều cái trường hợp. À, tuy nhiên nếu bạn áp dụng thực chất này, hay gọi là tính chất cặp, áp dụng tính chất này cặp trong miền thời gian thì bằng tích trong miền tần số. Tôi giả sử cái đề bài này nó cho là các cái hàm này hàm mũ, ví dụ hàm này là hàm mũ thì bạn có biến đổi Fourier rồi, đây hàm mũ có biến đổi Fourier rồi, tức là bạn tìm ra được về kẹp chưa? Rồi bạn lấy biến đổi Fourier luôn của W, bạn ra được WF. Như vậy đây là tích thôi chứ không phải tích chập. Tích này bạn tính được. Sau khi bạn tính cái tích này xong, bạn có thể lấy biến đổi Fourier nghịch bằng cách cũng sử dụng các cái bảng này. Bạn biến đổi Fourier nghịch thì bạn tìm ra được cái tín hiệu trong miền thời gian, hay nói khác là bạn đã tính được chập trong miền thời gian. Thì cách này thường nó đơn giản hơn so với bạn tính tích chập trực tiếp trong miền thực số. Trừ khi các tín hiệu V và W là tín hiệu dễ, tức là tín hiệu không phức tạp, thì bạn mới tính trong miền thời gian được. Còn ngược lại bạn nên sử dụng trong miền tần số. Được chưa các bạn? Rồi. À, phần còn lại các bạn làm các bài tập này. À, các bạn lấy giấy ra ha. Nhớ ghi tên mã số vô cái giấy, sau đó bạn chụp nó nhé các bạn. Ok. Thì tôi giảng sơ cái bài này rồi các bạn sẽ làm. À, 20 ha, mình còn khoảng 20 25 phút nữa. Rồi tôi giảng sơ cái bài này các bạn làm ha. Thứ nhất là bài số 1. Bạn lấy giấy ra, tôi sẽ tạo một cái link mới cho các bạn upload lên. Ok, các bạn. Bây giờ bạn xét cái hàm cosin nó cho như thế này. Bạn người ta yêu cầu chứng minh rằng phổ của nó, số đó chứng minh rằng ha, phổ của nó có dạng như thế này. Cái này quá dễ rồi, đúng không? À, code mà nhân cái này bạn dùng biến đổi Fourier của này, sau đó sử dụng cái tính chất nhân với hàm code ra vậy. Sau đó bạn vẽ cái phổ biên độ của nó, vẽ đối với tần số dương thôi. Ok, rồi đó là câu số 1. Câu số 2 người ta cho VT, hãy tìm phổ của nó. Rồi, cái này cực kỳ dễ ha, không cần dùng định nghĩa nha các bạn. Rồi à, câu số 3 người ta yêu cầu dùng định lý Ray để tính năng lượng. Thì hiển nhiên để như đã nói cái hàm sin C này, làm sao bạn tính được năng lượng trong miền thời gian, do đó bạn phải tìm phổ và tính năng lượng trong miền tần số. Ok. À, ở đây bạn yêu cầu nó dùng duality theorem, định lý gọi là định lý kép á, hay gọi là song hướng á, để tìm cái phổ của này. Thì định lý kép và đây là định lý của nó đây, duality. Duality. Thì định lý này nói là gì? Nếu mà VT ha có phổ là VF, thì khi đó V lớn T, tức là lấy cái hàm này nhớ nha, cái phổ của nó bạn thay thế F bằng T, thì biến đổi Fourier của nó lấy miền thời gian, đây miền thời gian bạn thay thế bằng chữ F, nó gọi là định lý duality. Đúng không các bạn? Thì người ta yêu cầu dùng cái định lý này để chứng minh rằng phổ, để tìm phổ của tín hiệu này. Thì bạn đầu tiên là bạn muốn dùng cái định lý này, đầu tiên là bạn phải biết phổ của sin C là cái gì. Phổ của sin C là nằm đây đúng không bạn? Thì đây chính là VF của nó đây. Đó. Thì bạn dùng định lý bằng chứng minh nó sẽ ra đầu cái số vuông. Rồi bài số 4. Bài số 4 là gì? Vẽ và tìm phổ, tức là đầu tiên bạn tìm phổ này, sau đó bạn vẽ tín hiệu, xin lỗi, vẽ tín hiệu ST và tìm phổ của nó. Tín hiệu VT có rồi, vẽ và tìm phổ.
Bài số 4, bài này đơn giản là tính chập, nhớ là chập của hai hàm này, hai hàm này đơn giản. Tùy tùy bạn, bạn muốn dùng miền thời gian hay bạn dùng miền phổ cũng được. Bạn tính và vẽ, tìm và vẽ chập của hai tín hiệu này. Với VT đây và đọc liệu đây. Rồi, thôi các bạn làm đi các bạn. Các bạn có 20, bạn làm tới 14 giờ 50 nha các bạn. Các bạn download slide bài giảng về rồi đúng không? Alo. Dạ đúng rồi. Cái slide này các bạn thấy trong bài giảng của các bạn không? Dạ có. Rồi ok. Rồi thì các bạn làm đi ha. Tôi sẽ tạo cái link cho các bạn. Bạn làm tới 2 giờ 50 nha các bạn. Rồi, tôi đang đã tạo cho các bạn cái link nộp bài số 2 đó. Link nộp bài tập 2. Đây, các bạn làm đi ha.
Các bạn nào làm xong mình đọc bài nghỉ ha. À, bữa nào đến buổi thảo luận á thì tôi sẽ sửa các bài tập. Tuần này mình có buổi thảo luận là sáng thứ năm, đúng không? Thì sáng thứ năm tôi sẽ sửa bài tập chương số 2 này. Thầy ơi, nếu mà làm chưa kịp thì sao thầy? Vẫn nộp luôn hả thầy? Ừ, bắt buộc bạn phải nộp chứ. À, cái này có chấm điểm gì không thầy? Có chứ. Điểm thành phần như là 30%, 20% gì tôi không nhớ. Cái bài tập. Rồi, nỗ lực tối đa ha. À, 2 giờ... Tôi đặt lịch là như 2 giờ 50 á, các bạn phải nộp. Ê, chào các bạn nha, bạn nào xong rồi cứ cứ nộp bài. Rồi nghỉ.